Tình trạng co giật mí mắt xảy ra khi mí mắt bị co thắt, lặp đi lặp lại một cách không tự chủ. Phần lớn chúng ta thường bị giật mí mắt trên, nhưng đôi khi hiện tượng co giật này còn có thể xuất hiện ở phần mí mắt dưới. Mức độ giật mí mắt ở mỗi người cũng có thể khác nhau. Một số trường hợp giật mí mắt có thể diễn ra liên tục nhưng lại rất nhẹ nhàng, nó giống như một sự co kéo nhẹ của mí mắt. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều trường hợp mí mắt không những bị co giật liên tục mà còn co giật với cường độ rất mạnh, thậm chí là khiến bạn phải nhắm mắt ngay lập tức. Thời gian mí mắt co giật của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Ở một số trường hợp, hiện tượng co giật mí mắt chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng có những trường hợp có thể kéo dài đến 2 phút. Tình trạng co giật cũng có thể diễn ra theo từng đợt mà người bệnh sẽ không thể đoán trước được. Tình trạng này có thể mất đi, nhưng cũng có thể quay lại chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, một số bệnh nhân chỉ bị co giật mí mắt một vài ngày và sau đó không thấy xuất hiện trở lại trong một thời gian dài. Giật mí mắt liên tục thường không gây ra cảm giác đau đớn cho người bệnh và không cần thiết phải điều trị. Thế nhưng nếu co giật ở mức độ mạnh và thời gian co giật lâu sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng lo ngại hơn, nó rất có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề về mắt. Co giật mí mắt thì có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý khác nhau. Thường gặp ví dụ như các bệnh lý như là hô mắt hay là rối loạn điều tiết, hoặc cũng có thể do những viêm nhiễm ở tại mắt, ví dụ như là viêm bờ mi, viêm kết mạc, hoặc có những trường hợp là có thể co giật mí vô căn, không có căn nguyên. Nhưng mà thường gặp là do những cái viêm nhiễm. Vậy vậy mà khi mà có biểu hiện này thì các bạn cần phải đến khám ngay, điều trị kịp thời thì mình sẽ có thể làm thuyên giảm được cái tình trạng bệnh nhanh chóng. Phần lớn trường hợp giật mí mắt đều không đáng lo ngại và có thể tự biến mất. Trong trường hợp giật mí mắt vẫn diễn ra liên tục, bạn nên cải thiện thói quen sinh hoạt để giảm tối đa nguy cơ dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, khi mắt đã làm việc quá nhiều, bạn nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút. Nên duy trì thói quen ngủ đủ giấc. Không nên uống quá nhiều cà phê, rượu bia và các chất kích thích. Có thể sử dụng một số loại thuốc nhỏ mắt không cần kê đơn để giữ niêm mạc luôn ẩm. Chườm ấm lên mắt cũng là một cách để giúp giảm tình trạng co giật mí mắt.